Nương ơi, anh còn giận em đấy hả? Anh Thương ơi, tại sao em nói dối anh? Em nói dối anh gì cơ? Đêm qua khi chúng ta vào đây em đã nói gì hả? Em có nói gì đâu. Em nói chỉ nắm tay thôi, không làm gì đâu. Sao em lại nắm cái khác hả? Thì là em tưởng là ngón tay cái của anh nên em nắm nhầm. Ủa xin ơi, ngón tay có thể bự lên được hả? Tất còn nói gì đâu. Nói gì vậy? Em có nói gì đâu. Anh đã âm mưu từ trước nên nói trước xem đúng không? Thật ra thì từ lúc em rủ anh đi nhậu là anh cũng đã biết em muốn làm gì anh rồi mà. Anh muốn gì là muốn gì? Thì anh cũng chuẩn bị hết rồi còn gì. Anh đã chuẩn bị gì đâu. Vậy tại sao anh lại đem cái đồ bảo hộ? Đó đâu phải là đồ bảo hộ. Đó là đồ gì đó. Tại anh sợ mà. Thế à? Anh chỉ là anh hỏi cháu đó thôi hả? Tại sao lại để lâu? Anh biết trước rồi nên chuẩn bị như vậy đúng không? Tại vì nóng quá anh mới cạo chứ. Hóa ra là vậy hả? Ừ, anh nhạy cảm với cái nóng mà. Nãy anh nói anh sợ lạnh mà. Ừ, thì chỗ đó lạnh, nhưng mà xung quanh nó rất là nóng. Wow, chỗ đó của anh Tập là thần kỳ đó nha. Nói gì vậy? Vậy thì tại sao anh lại mặc quần lót mới? Đó không phải là quần lót mới đâu. Ê, nhìn cái này đi, vẫn còn tem đây nè. Thì để tiện đổi trả cho nên anh ấy không tháo ra đó. Quần lót mặc rồi cũng đổi trả được nữa hả? Thì phải mặc thử mới biết đổi trả hay không chứ. Vậy thì mặc đi rồi hả trả nha. Nè anh, thật sự không biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy hả? Tất nhiên là vậy rồi, anh có biết gì đâu. Thôi anh đừng giả bộ nữa. Mà xí à, lần đầu tiên anh đi nhà nghỉ luôn á. Em nói anh rồi, anh không cần có giả bộ như mình bị lừa như vậy đâu. Em đây hả, không quan tâm gì quá khứ của đàn ông đâu. Anh không có sợ đâu, anh nói thật đó. Ok ok, cứ coi như là em nhụ anh đi. Đúng rồi. Mà nè, em tính làm gì anh? Làm sao là làm sao? Đúng là một người trách nhiệm rồi. Nè anh, trên đời này em ghét nhất ai nếu em vô trách nhiệm ấy nha. Anh nói gì em cũng được, nhưng mà đừng đụng chạm đến lòng tự trọng phụ nữ của em nha. Đừng đi chọc gì chứ. Anh Thương à, chỉ cần em chịu trách nhiệm với anh là được đúng không? Hả? Em đây không phải là loại người ăn chuối bỏ vỏ đâu nha. Vậy là em chịu trách nhiệm với anh đúng không? Phụ nữ không bao giờ nuốt lời. Hiểu rồi. Giờ thì tâm trạng của anh tốt hơn rồi đúng không? Cái đồ ngốc này. Anh biết gì đâu. Anh Thương ơi, anh cũng muốn ăn phở không? Ngọc Sĩ ơi, dạ. Phở ở đây không ngon đâu. Em lặt ăn sao đi, muốn trả thì ngon tuyệt luôn á.